Chị choáng dáng nghe giọng em gái anh gian dĩ trong điện thoại. Chị ơi em cầu xin chị, tới gặp anh trai em. Chỉ có chị mới khuyên được anh của em làm lại cuộc đời thôi. Em cho chị địa chỉ và số phòng khách sạn mà anh em ở nhé. Hai năm nay từ ngày cưới vợ anh ấy thuê dài hạn ở đó, đêm nào cũng đi ba uống rượu như uống nước rồi dắt gái về, ngủ đến 12 giờ trưa chưa chịu dậy. Giờ đây chị đang đứng trước cửa phòng anh. Sau khi nhấn chuông chờ chán chê anh mới ra mở cửa. Nhìn thấy chị, một niềm vui không tả nổi lấp lánh trong mắt anh. Còn chị thì quá đổi ngạc nhiên thấy vẻ tiều tụy, sơ sát của anh. Còn đâu chàng trai chân thành, hào hoa, đẹp trai của ngày xưa. Trước mặt chị là một người đàn ông tóc tai bù xù, sâu ria lờm sờm, mắt đỏ đồng đọc đầy tia máu, Trưa rồi mà hơi thở vẫn đầy mùi bia rượu. Anh vào phòng dọn dẹp qua quýt, tống khứ cô gái tối qua dẫn về rồi mời chị vào. Họ ngồi im nhìn nhau đăm đắm. Anh tham lam nhìn từng nét yêu kiều của người phụ nữ anh yêu. Chị nước mắt vàng dụa nhìn người chỉ còn một chút xíu nữa là chồng mình. Giữa họ là những năm tháng hạnh phúc ngọt ngào, đắng cay cùng cực, là những nỗi đau không thể nói bằng lời anh chị yêu nhau từ hồi sinh viên chia ngọt sẻ bùi từng gói mì tôm chỉ đến khi cả hai ra trường có việc làm ổn định rồi anh đưa chị về nhà anh ra mắt chị mới biết gia đình anh rất giàu anh là người thừa kế duy nhất công ty rất lớn do bố anh điều hành nhìn vẻ mặt khinh khỉnh coi thường của mẹ anh khi biết bố mẹ chị chỉ là những người nông dân nghèo đông con chị biết mình không bao giờ có thể là thành viên của gia đình này Chị nói lời chia tay nhưng anh kiên quyết không chịu. Anh dọn đến phòng trọ ở chung với chị. Họ đã sống với nhau ba năm tràn ngập hạnh phúc. Ngày hai người cùng đi làm, tối về bên nhau cùng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Hạnh phúc là nhiều khi chỉ cần người này nhìn vào mắt người kia là tìm thấy bình yên trong đó. Trong ba năm đó mẹ anh điên cuồng đi tìm kiếm hết người này đến người kia cho anh xem mắt với ai anh cũng lạnh lùng thông báo anh đã có vợ chưa cưới rồi cho đến một ngày mẹ anh đi cấp cứu vì bệnh tim và bố anh mệt mỏi tìm đến tận nơi xin hai người hãy làm cho mẹ anh vừa lòng chị xinh đẹp giỏi giang và rất tự trọng nên chị đã dọn đi không cho anh biết địa chỉ nửa năm sau chị lấy chồng một người rất tốt và rất yêu chị tám tháng sau anh lấy vợ là con gái của bạn mẹ anh nay trong đêm tân hôn anh đã bỏ đi ba rồi trượt dài cho đến tận hôm nay mất chị rồi không tình yêu không hạnh phúc anh quay cuồng trong rượu và gái bố mẹ anh giờ hối hận cũng đã muộn em gái anh thương anh lắm nên mới nhờ cậy chị đến khuyên nhủ anh anh nhẹ nhàng hỏi chị em có hạnh phúc không chị gật đầu quả quyết em rất hạnh phúc anh à con trai em được một tuổi rồi, chồng em tốt lắm. Anh lẩm bẩm. Em ở với ai người đó cũng hạnh phúc thôi. Chị gạt nước mắt. Em nhìn anh như thế này em đau lòng lắm. Coi như mình có duyên không có phận đi. Anh hãy hứa với em sẽ sống tốt, quay về với gia đình. Giờ anh đâu có lỗi gì. Cô ấy là con nhà gia giáo, tử tế em gái anh nói với em cô ấy rất yêu anh anh đừng làm khổ cô ấy nữa anh cay đắng cười bởi vì cô ấy là do mẹ anh chọn anh chỉ muốn cho bà ấy biết là hạnh phúc không bao giờ áp đặt mà có chị năn nỉ nhưng anh hứa với em hãy làm lại từ đầu đi được không anh buồn bã gật đầu được anh hứa sau buổi đó anh quay về nhà tiếp quản công ty và làm việc rất chăm chỉ. Dưới sự lãnh đạo giỏi giang của anh công ty phát triển tốt hơn cả hồi bố anh làm chủ. Giờ anh có bầu năm tháng rồi, là con trai. Cả nhà anh giờ tiếng cười nói giang lên không ngớt. Thế nhưng dạo này anh cứ thấy đau nhói bên ngực trái, da vàng đi trông thấy. Anh đến bệnh viện thì bác sĩ thông báo anh bị ung thư gan giai đoạn cuối, Hậu quả của mấy năm anh uống rượu tối ngày sáng đêm. Anh đã nằm viện 3 tháng rồi, quá trị, xạ trị, thuốc giảm đau tim liên tục nhưng không có kết quả. Thời gian còn lại của anh chỉ còn tính từng ngày. Chiều nay thấy trong người tỉnh táo anh lấy giấy bút ra viết thư cho bố mẹ và vợ, dặn dò cô chăm sóc đứa con sắp chào đời. Sáng ra khi cả gia đình vào thăm thì anh đã ra đi trên bàn là phong thư để ngay ngắn cho bố mẹ và vợ. Trong tay anh vẫn nắm mẫu giấy, khi mở ra mẹ anh sau khi đọc xong lăn ra ngất xỉu. Trong đó chỉ có mấy dòng ngắn ngủi. Em à, ba năm sống bên em là những năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh, cho anh hẹn kiếp sau em nhé. Hiền Diệp cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video Hiền Diệp chia sẻ. Để xem nhiều thông tin mới hãy nhấn vào like, follow, đăng ký kênh để xem nhiều video hữu ích nhé.